Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2021, chúng tôi trở lại với quý vị với đề tài về ông thống đốc của tiểu bang Florida tên là Ron DeSantis. Ông này mới ký một cái dự luật đã được Quốc hội thông qua. Cái dự luật này nhằm thúc đẩy giáo dục công dân trong hệ thống trường học công, và đặc biệt là dạy học sinh, sinh viên về sự gọi là khủng khiếp của chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi nhận thấy ông này, ông không có biết gì về lịch sử. Chúng tôi mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, là ông đã dạy ở các trường trung học 23 năm, để nói về cái chương trình giáo dục công dân ở đây. Xin mời giáo sư. Xin hân hạnh tái ngộ cùng quý vị khán thính giả. Mấy hôm nay tôi nghe được cái đề tài này, thì tôi thấy rằng không biết ông thống đốc của Ron DeSantis này ở Florida có học sử hay không thì tôi không có biết. Nhưng mà theo tôi biết đó, những người ở Việt Nam mà thuộc về học cái trường đạo đó, thì vào những năm 1954-75 thì nhà nước không có dạy sử. Đó, điều này là chính cụ Nguyễn Hiến Lê đã nói rõ trong cái cuốn sách gọi là Hồi ký Nguyễn Hiến Lê, trang 354 đến trang 356, là kiểm soát chặt chẽ, và cuối cùng thì cái bộ sách lịch sử thế giới đã bị tịch thu và cấm lưu hành, và sau đó thì lịch sử Việt Nam cũng kiểm soát chặt chẽ. Thì tôi không biết rằng ở Hoa Kỳ này các trường đạo có làm những cái công việc mà cấm học sử như vậy hay không, nhưng mà cách nói của ông thống đốc này đó thì tôi có cảm tưởng như là ông ấy không biết gì về cái chương trình dạy sử ở Hoa Kỳ. Tôi là người đã dạy học ở các bậc trung học ở Hoa Kỳ 23 năm, thì tôi biết rằng cái chương trình sử và công dân Hoa Kỳ, không kể địa lý nha, môn địa lý họ xếp vào cái nhóm khoa học. Thành ra 5 giờ một tuần, mà suốt từ khi mà học xong bậc tiểu học bước vào middle school, tức là trung học đệ nhất cấp đó, cho đến hết lớp 12 đều là 5 giờ một tuần, tức là một ngày học sinh có mặt ở tại trường học là 5 giờ, thì 1 giờ là môn về công dân và lịch sử, nó gọi chung là gọi là social studies. Thì trong cái môn công dân đó, nó có dạy đủ các thứ, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Thì đây này, cuốn sách mà tôi sử dụng dạy, đây này, có tên của tôi đây, tôi dạy suốt 23 năm trời, tên của tôi ghi vào đây này. Cuốn sách này tên nó là như thế này này. Đấy, và cái tiểu mục 4 trong cái chương 1 nó có nói rõ là ba cái hệ thống chính quyền và theo cả kinh tế ở trong đó, là đầu tiên là nó nói về cái hệ thống chính quyền và kinh tế ở trong chủ nghĩa tư bản, và thứ hai là nói ở trong chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội đây á là nó đi trước cái chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội đây nó gọi là utopian socialism, tức là chủ nghĩa xã hội không tưởng. Rồi sau đến mới phát sinh ra cái, vì nó thất bại cho nên nó phát sinh ra cái chủ nghĩa cộng sản. Thì cái chủ nghĩa cộng sản người ta gọi là scientific socialism. Thế vậy đây này, đây là ba cái mục họ dạy đều cả. Quý vị có thể tôi giơ lên quý vị thấy. Capitalism này, rồi socialism này, rồi communism này. Thì ba cái mục này nó nói rõ hết. Thì theo tôi biết thì tôi học là cả cái tư bản á, nó cấu kết với lại giáo hội La Mã với chính quyền. Nó phát sinh từ vào cuối sau cái cuộc cách mạng 1789 của Pháp, và lúc bấy giờ đồng thời là khoa học nó cũng phát triển, cho nên là khoa học phát triển mới áp dụng vào các nhà máy kỹ nghệ, mới sản xuất ra hàng hóa nhiều nhất. Thì cái giới tư bản, tư sản ở các nước Âu Châu nó được giải phóng, nó thoát khỏi cái ách thống trị của cái chế độ cũ. Chế độ cũ là chế độ quân chủ phong kiến, cấu kết với lại giáo hội La Mã, nắm độc quyền về chính trị và bóc lột hết về kinh tế. Chế độ tăng lữ. Chế độ tăng lữ đó, tức là giáo hội La Mã đó, với lại giai cấp quý tộc. Giai cấp quý tộc là thuộc về nhà vua, cũng là người của công giáo, mà giai cấp tăng lữ tức là các ông tu sĩ, nói là tu sĩ chứ các ông nó có tu mẹ gì đâu, các ông chỉ là một thứ bạo chúa, được ăn uống thì không có khác gì là những tên bạo chúa ở tại các địa phương, và sống đời rất là tội ác. Thì
khi mà cách mạng Pháp nó chấm dứt cái đặc quyền đặc lợi của hai cái giai cấp này với giáo hội La Mã, thì cái giai cấp tư sản ngày xưa đó nó gọi là giai cấp thứ ba ở trong các đô thị, nó trở nên nó là những giai cấp buôn bán giàu có học, thì nó được giải phóng và nó trở thành là giàu có, và nó lại nhân cái lúc mà các phát minh khoa học được phát triển thì nó áp dụng cái những cái phát minh khoa học thành công nghệ, thành ra nó phát triển được cái kỹ nghệ sản xuất. Đầu tiên là nó sản xuất về vải, vì cái nhu cầu vải là cung cấp áo cấm cho người, rồi máy hơi nước, rồi những cái tàu thuyền những vỡ, thì nó thành là chủ nhân ông các nhà máy kỹ nghệ. Thì giáo hội nó cần phải đi tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa và cướp đoạt tài nguyên ở tại các nơi khác, vì Âu Châu tuy vậy chứ không có dầu tài nguyên mà cũng không có nhiều dân để mà tiêu thụ hàng hóa. Thành ra giáo hội La Mã lại quay ra cấu kết với tư bản để mà đi tìm thị trường. Thì lịch sử giáo hội La Mã nó đều nói như vậy, lịch sử thế giới đều nói như vậy cả. Nên thì nó thành ra cái giai cấp gọi là tư bản cấu kết với lại chế độ tư bản, có trong đó có giáo hội La Mã ở trong đó. Thì ra bóc lột kinh khủng lắm, nhưng mà nó bắt đầu phát sinh vào sau cái cách mạng Pháp 1789, tức là cuối thế kỷ thứ 18 cho đến đầu thế kỷ thứ 19. Thì cái giai cấp tư bản nó bóc lột nhân dân làm lao động rất là ghê gớm. Thí dụ như là đàn bà con nít hay là những người đàn ông làm 15 giờ một tuần và cùng làm như nhau, cùng bị bóc lột thời gian là 15 giờ một ngày. 15 giờ một ngày và làm nhiều lắm. Thành ra nó mới phát sinh ra các nhà nhân đạo ở trên thế giới. Họ nghĩ rằng làm thế nào mà giới hạn cái số giờ làm việc cho các giai cấp lao động. Thì ông Marx với lại ông Engels đó, thì ông ấy đưa ra cái bản tuyên ngôn cộng sản được công bố vào tháng 2 năm 1848. Thì ông nói rằng là phải có cái quy luật cho cái giới lao động, thí dụ như làm việc 8 giờ một ngày, một năm phải được nghỉ bao nhiêu phép thường niên, phải được nghỉ những cái ngày chăm sóc gia đình, có vợ con ốm đau, rồi có những cái nghỉ thường xuyên để đi mà thường niên để mà đi đây đi đó. Thì cuối cùng hoặc cũng phải tranh đấu một thời gian lâu lắm mới được. Thì cuối cùng giai cấp tư bản nó cũng áp dụng cái đó là ở Mỹ đó. Thì ngày nay mà chúng ta được hưởng những cái mà quyền lợi của giới lao động, được hưởng như là được nghỉ phép bao nhiêu ngày một năm, rồi được săn sóc gia đình bao nhiêu, rồi bồi thường thiệt hại tai nạn lao động, rồi được hưởng những cái tiền dưỡng già về hưu, cái đó là cái ơn của ông Marx và ông Engels. Thì các kẻ viết sử ta đều ghi nhận như vậy, nhưng mà riêng về những cái người chống cộng thì lại giấu nhẹm cái chỗ đó không nói. Sách sử của những người Việt Nam mà chống cộng đều không bao giờ nói đến cái chuyện đó. Đó. Thế thì trái lại thì họ xem như là những cái quyền đó là do nước tư bản nó nhân đạo. À đó. Họ nói là, nhưng mà sự thực là sách sử nó ghi rõ, thành ra họ chỉ nói thế thôi. Rồi điều thứ hai nữa thì qua cái giai đoạn mà ông Marx ông đưa ra đó, thì cuối cùng thì nhân dân nó, các nước tư bản nó bị bóc lột, nhất là ở Âu Châu nó phát triển kỹ nghệ. Thì riêng về nước Nga là cái nước mà đất rộng nhất, tài nguyên nhiều nhất, dân số nhiều nhất, nhưng mà lại là nước lạc hậu nhất trong Âu Châu dưới thời Nga Hoàng. Và cái chính quyền của Nga Hoàng nó lại cấu kết với cái thế lực tôn giáo bên đó, nó gọi là chính thống giáo. Nó bóc lột nhân dân kinh khủng lắm, thành ra cái đó là cái đất mà dân bị bóc lột nhiều quá, khổ sở nhiều quá, đàn áp nhiều quá, cho nên là dễ dàng nảy sinh ra cái tư tưởng theo cộng sản. Do đó ông Lenin ông là người lãnh đạo cái đảng cộng sản thành công trong việc cướp chính quyền vào tháng 10 năm 1917. Sau đó thì ông Lenin là cái người rất là tốt, thì lúc bây giờ là ông ấy cử ông Trotsky làm bộ trưởng bộ quốc phòng. Thì khi mà vừa mới thành chính quyền thì cái thế lực bảo thủ nó gồm có những cái bọn chân tay của bọn Nga Hoàng với lại các thế lực Anh Mỹ cấu kết với nhau chống lại cái chính quyền cộng sản. Thành ra giữa cái chính quyền cộng sản mới lên đó, nó chưa có được võ trang, cũng giống như chính quyền của cụ Hồ vào năm 1945 á, phải đối đầu với các thế lực ngoại thù hỗ trợ cho cái thế lực nội thù của Nga, tức là nó gọi là Bạch Nga. Thì chiến đấu cho đến năm 1923, 24 gì đó.
Thì cuối cùng ông Trotsky ông đã thành công, ông dẹp được hết tất cả những cái bọn nội loạn đó. Thì cái trong lúc mà chiến đấu như vậy thì hai bên đều tàn áp đối xử với nhau, nhưng mà cái phe Anh Mỹ thì nó có vũ khí vượt trội, trội hơn và tiến bộ hơn, thành là nó giết người hàng loạt nhiều hơn. Còn cộng sản thì nó chỉ bắt được người nào nó giết người đó thôi, chứ nó không có nhiều vũ khí như là cũng như chính quyền Việt Minh vậy. Nhưng mà sách vở của bên Công giáo thì nô tả những cái chuyện đó là dữ dằn ác liệt lắm. Nhưng mà nếu có sự xảy ra tàn ác, nó chỉ xảy ra tại những cái nước đã có cái chính quyền cộng sản thôi. Thì trong thế giới cho đến ngày nay đấy, thì chúng ta thấy là có ba nước, mấy nước thành công trong cái chế độ cộng sản đó là đầu tiên là nước Nga, thứ hai là nước Trung Hoa lớn mạnh nhất, nhưng mà nó thành công thành chính quyền lại sau Việt Nam. Việt Nam đã thành công chính quyền vào năm 1945, thì mãi 4 năm sau đó chính quyền Trung Quốc nó mới thành công ở lục địa Trung Hoa. Và sau đó là chính quyền Cuba thì nó thành công vào tháng Giêng năm 1959. Thì tất cả những cái đó thì nếu mà nói là tàn ác đó, thì họ, những người tín đồ của giáo hội La Mã mô tả những cái sự tàn ác giữa cái sự xảy ra tàn sát giữa hai bên, thì hai bên cùng tàn sát với nhau. Nhưng mà họ chỉ mô tả cái phía mà những người mà bị cộng sản giết, chứ họ không mô tả cái phía mà cái phe của phe phản động phong kiến giết. Đó là cái chỗ đó. Vậy thì đối với cái tội ác của phe tư bản mà ông nói là họ luôn luôn là họ chỉ nói có một bên mà còn sót đó, vậy thì ông đã có công trình gì ghi xuống những cái tội ác đó chưa? Kính thưa quý vị, cái vấn đề tàn ác của cái chính quyền có quyền lực, mà nhất là cái quyền lực phong kiến phản động đó, cấu kết với tôn giáo, nó đã có từ ngàn xưa. Nghĩa là cứ vì đọc vào lịch sử thế giới đầy dãy sách sử, tất cả những sách như là đây này, tôi có những cuốn sách lịch sử như thế này này, nó đều có rõ hết. Cuốn này là cuốn gọi là Living World History đó. Đây là cái cuốn này, và cuốn này gọi là Story of Mankind. Cuốn này á là cuốn gọi là Man and Nation. Nhưng mà còn nhiều cuốn khác nữa chứ, phải tôi dùng gần 20 cuốn sách lịch sử thế giới thì đều nói ghi lại đầy đủ. Thành ra ngoài ra có những cái cuốn nói riêng về tội ác của giáo hội La Mã hay là nói riêng về cái chế độ nào cả, thì tôi có đầy đủ các tài liệu ở trong nhà, tôi phải có nói là cả mấy trăm cuốn sách lịch sử về nói những tội ác. Và khi ban biên tập có hỏi tôi rằng đã có cái công trình nào nghiên cứu về tội ác của giai cấp tư bản cấu kết với tôn giáo không, thì tôi đã viết thành một cái bộ sách, mà tôi dễ dàng kiếm những tài liệu để viết thành cái bộ sách gọi là Lịch sử và Hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Thì khi mà tôi viết như vậy á, thì tôi đã viết cái bộ sách đó thì hoàn thành vào khoảng năm 2006-2007 đó, thì cách đây đã 15 năm rồi. Nhưng mà tôi khởi đầu viết thì tôi viết cách đây 20 năm, từ năm 1997 thôi. Nhưng mà mãi đến năm 2005-2006 tôi mới hoàn thành. Thì tôi cứ lăng xê lên trên trang nhà sách hiếm. Thế thì các ông trí thức người Việt mà theo về Cờ Vàng Ba Sắc Đỏ thì thấy vậy mới nghĩ đến, mới tuyên bố loan báo rằng là sẽ viết một cái cuốn lịch sử và hồ sơ tội ác của các chế độ cộng sản. Thì tôi thấy cái thời kỳ đó họ đã nói vào cũng vào khoảng năm 2005-2006, bây giờ cũng 15-16 năm rồi. Tức là sau khi họ đọc cái bộ sách của chúng tôi ở trên trang nhà sách hiếm, thì họ tuyên bố với nhau, rồi họ bảo phải viết cái bộ sách đó là tên là hồ sơ tội ác của chúng các chế độ cộng sản. Mà họ rất là đông, cái khối người đó là như đó là ở đây có được khoảng 4 triệu người ở hải ngoại này đó, thì đa số họ sống ở Bắc Mỹ này đó, thì đa số những cái người đó phải tới trên 70% là người Công giáo, và lại được các nhà thờ tài trợ tài chính đủ các thứ. Mà họ có nhiều những cái trí thức như là luật sư, giáo sư, bác sĩ, đều là những người tốt nghiệp Phật đạo, nhưng mà không viết được cái chuyện đó. Nhưng mà họ không có tài liệu, vì sách sử thế giới không ai nói gì về đến những cái tàn ác của giáo của chủ nghĩa cộng sản cả. Mà chủ nghĩa cộng sản này theo ông Marx ông đề ra là rất là nhân bản, và cái chuyện mà giết người xảy ra ở trong các nước mà đã cướp được chính quyền từ trong các chế độ cũ của người cộng sản đó, thì nó xảy ra cái chiến tranh canh phản ứng, thì hai bên nó đánh nhau nhau thì nó có chết, bên nào cũng chết cả. Thí dụ như ở Việt Nam đó, là chính phủ Việt Nam là nhờ chủ nghĩa cộng sản, ông Hồ Chí Minh đã lãnh đạo đánh đuổi được quân xâm lăng Pháp, và quân xâm lăng Pháp lấy được chính quyền từ trong tay người Nhật, thì quân liên minh xâm lăng Pháp và thì càng đem quân trở lại tái chiếm Việt Nam, mới gây ra cái cuộc chiến kéo dài từ tháng 9 năm 1945 cho đến ngày 30 tháng 4. Thì ông
Phạm Quang Dương là người không có đạo, nhưng mà ảnh hưởng của Tư Bản lại nói rằng ông Võ Nguyên Giáp là người gây ra cái cuộc chiến để tạo nên cái chết 450 triệu người. Thành ra họ đổ vấy cho cái chính quyền Minh Cộng sản, mà thực ra cái chết đó là do cái thế lực xâm lăng của giáo hội La Mã cấu kết với các thế lực Tư Bản gây ra. Ngày 12 tháng 3 năm 2000 đó, ông Giáo Hoàng John Paul II đó đã thiết lập một cái buổi lễ thất là vô cùng long trọng ở tại cái quảng trường Peter để mà cáo thú tội ác, bảy đặng núi tội ác đối với nhân loại, mà cáo thú với Chúa. Thì điều đó là họ không có biết gì hết. Trong khi đó thì họ là người trí thức, họ theo dõi tình hình, nếu mà họ có đầu óc biết suy luận thì họ phải đặt cái vấn đề ra là tại sao lại giáo hội phải xin lỗi, vậy thì giáo hội có tội với ác với nhân loại. Nhân đây thì xin kể lại một cái câu chuyện. Những người chống cộng ở bên hải ngoại này thường đưa ra cái câu chuyện mà tờ báo Polska Times ở Ba Lan đó, có một lần hồi năm 2013, ngày 5 tháng 3, có đăng xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỷ 20. Thì trong đó có ông Hồ Chí Minh. Họ nói rằng qua 24 năm cầm quyền của mình, cụ Hồ đã gây ra cái chết của 1.7 triệu người Việt qua cuộc chiến tranh đẫm máu. Cái câu đó cho thấy đó chỉ là một cái sự đổ tội một cách nghịch lý và mang tính cách phe phái chính trị theo cái phe chống lại quyền lợi của dân Việt Nam. Cái câu nói đó rất là thiếu vô tư, chứ không phải là một việc nghiên cứu khách quan gì cả. Tờ báo đó đã đổ hết trách nhiệm về cái sự tổn thất nhân mạng liên hệ trong cuộc chiến dài 24 năm cho cụ Hồ là kẻ chống ngoại xâm, mà không nói gì đến Pháp nè, Mỹ nè, là những kẻ xâm lăng trên lãnh thổ Việt Nam. Chưa kể, tờ báo đó đã bỏ lơ sự tàn ác của gia đình họ Ngô vì muốn nhân danh quyền lực, muốn cải đạo toàn dân cho Vatican, dùng chiêu bài chống cộng và tố cộng đã giết hại oan ức và tra tấn tàn ác biết bao nhiêu người trong 9 năm máu lửa. Đó là lời nhận xét của tác giả Lý Thái Xuân đăng trên sachhim.net. Hơn nữa, sự xếp hạng của báo này chỉ xét các nhà độc tài thuộc ba thể chế chính trị phát xít, cộng sản và quân phiệt, mà không kể đến những tên độc tài thuộc phe gọi là tự do. Trong khi sách Tyrants History 100 Most Evil Despots and Dictators của Nigel Cawthorne, nhà sách Barnes & Noble, New York 2004, cái tựa dịch tiếng Việt là Những Bảo Chúa, 100 tên chuyên quyền và độc ác nhất trong lịch sử, có cả tên Ngô Đình Diệm mà lại không có tên Hồ Chí Minh trong danh sách này. Dưới bài báo có nhiều ý kiến lên án sự xếp hạng này là đã bỏ qua tất cả những tội ác bên phe tự do như Mỹ chẳng hạn. Đây là cái nhận xét của bạn đọc, người có tên Leon số 10, viết rằng thật là một cách xếp hạng bẩn thỉu. Sao không kể Johnson, Nixon và Tổng thống Bush? Bạn nghĩ rằng bạn đang nói chuyện với những người ngu đần chắc. Còn người có tên là Slawa thì cho rằng trong số các nhà độc tài đẫm máu nhất trong thế kỷ 20, không biết tại sao không thêm các nhà độc tài mà ngày nay vẫn còn sát hại người ta. Đây là chế độ của các nhà độc tài theo Mỹ, lẽ ra thêm vào thứ 14, Hàn Quốc, Iraq, Afghanistan và các cuộc xung đột đã giết không dưới 4 triệu người thuộc các quốc tịch khác nhau. Tại sao bỏ qua những thống kê tội phạm Mỹ? Tại sao thế giới im lặng? Việt Nam, Iraq hay Afghanistan có đe dọa thế giới không? Tại sao các tổ chức toàn cầu, các phương tiện truyền thông bỏ qua tội ác của Mỹ? Sau cùng, họ cũng giống như Hitler, đốt người còn sống, thậm chí như tội ác ở Mỹ Lai. Đó là nơi đốt người còn sống với bom napalm, hãm hiếp và giết phụ nữ, giết trẻ em vô tội và không thể tự vệ. Tác giả của báo cáo này phải khẩn trương bổ sung những kẻ độc tài do Hoa Kỳ tạo dựng vẫn còn đang hoạt động. Vì những cái điểm vô lý đó cho nên bài báo này không hề được ai chú ý, đã không làm cho thế giới phải nhìn lại hay thắc mắc gì với một nhân vật như cụ Hồ đã được họ xem là vị cha già của dân tộc Việt Nam. Cũng vì thế mà 18 ngày sau, bài báo được điều chỉnh lại, tức là ngày 23 tháng 3 năm 2013 thì bài báo được điều chỉnh lại, chỉ nêu ra 12 người trong danh sách mà thôi và không có tên cụ Hồ trong đó. Họ không viết được thì thế thì bây giờ họ lập một cái ủy ban, nghe nói là họ lập cái ủy ban truy tố tội ác cộng sản nữa. Cái ủy ban truy tố
tội ác cộng sản là do ông Liên Thành. Ông Liên Thành thì trước biết không biết có là gốc đạo, nhưng mà ông là con dòng của ông Hoàng Tử Cánh, là người theo đạo, và giờ chúng chết thì cũng là theo đạo. Trưởng chi cảnh sát ở Huế cùng với là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cùng với quân đội Huế, thì ông ấy khởi xướng cái vụ gọi là truy lập ủy ban truy tố tội ác cộng sản ra tòa. Thì cái chuyện này là ông Nguyễn Đắc Xuân ông nghe thấy phì cười, ông ấy gieo treo giải thưởng, mà nếu mà có chỗ nào mà tòa án nào thụ lý cái bản án này chứ chưa nói xử thì ông ấy sẽ thưởng cho đâu 100 đô la. Thì ông cho đến bây giờ là cả chục năm trời hơn rồi mà ông Nguyễn Thành cũng đi về với Chúa rồi mà cũng không thể làm được cái gì cả. Mà họ rất là đông và rất nhiều cái khoa học, người khoa học chứ vậy không. Thì bởi vì cái lý do dễ hiểu là không có sách sử nào ghi lại những cái tội ác của Đảng Cộng sản như là họ tưởng. Mà trái lại đó thì họ không có thể đủ khả năng để sáng tác ra, vì sáng tác là chuyện bịa, nghe nó vô lý, thành ra họ không thể làm được. Nhưng mà họ không bao giờ biết đến cái chuyện đó. Trong đó thì chỉ có một mình tôi thôi, vì tôi là người được đào tạo trong ngành sử học và đã dạy học suốt đời trong lịch sử, hơn 30 năm dạy sử ở miền Nam Việt Nam cũng như dạy ở Hoa Kỳ. Tôi có sẵn tài liệu nói về cái tội ác của giáo hội La Mã trở lên, thì tôi sẵn đó, tôi cứ tra cứu tôi viết thôi, nó dễ dàng lắm. Thành ra trong mấy năm trời tôi hoàn thành trong cái bộ sách đó. Thì khi mà hoàn thành rồi mà họ không có làm được cái chuyện gì hết, họ quay ra họ tính cách lập cái ủy ban gồm 22 ông trí thức tốt nghiệp đại học ở Mỹ có mà ở Việt Nam có, để là cái quan truy tố những người như chúng tôi, trong đó có ông Trần Trung Ngọc. Thì cuối cùng thì họ cũng lại đi tìm hiểu, họ nhờ những luật sư như là ông Nguyễn Đình Thắng, ông Tú Gàn, ông Hoàng Duy Hùng ở trong cái ủy ban đó, rồi bà Đốc Tư Nguyễn Thị Thanh ở trong cái ủy ban đó, họ đi tìm hiểu thì họ nói rằng không có cái luật lệ nào mà xử những người viết sử, người ta viết lên những cái sự thật của lịch sử. Thành ra cuối cùng cái chuyện đó cũng là đánh trống bồi rồi, rồi cũng không có đi đến đâu cả. Cũng giống như là cái chuyện mà họ định viết cái bộ lịch sử hồ sơ và tội ác của giáo hội La Mã và ủy ban truy tố cộng sản, nghĩa là đánh trống bồi rồi đều lên đó nhưng mà rồi không viết được. Rồi lại đến ông Trung Tất Tiến lại còn hô hào người ta rằng là dịch những cái tài liệu của chúng tôi đã viết bằng tiếng Việt để sang tiếng Anh rồi làm chuẩn bị hồ sơ truy tố chúng tôi ra tòa vì cái tội chúng tôi nói láo. Nhưng mà thật ra là những cái tài liệu mà ông viết đó là do những cái tiếng Anh, những cuốn sách đó là cái chuyện phì cười là cái tài liệu mà tôi viết là đa số là tôi dịch ở trong cái sách tiếng Anh ra, rồi bây giờ lại dịch ngược lại tiếng Anh thì nó là khôi hài. Mà điều đó chứng tỏ họ không biết gì về lịch sử cả. Chứ nếu mà họ đọc họ biết rằng trong cái bản văn mà tôi dịch tiếng Việt thì tôi có chua thêm tiếng Anh ở dưới. Trong lúc đó thì họ không biết rằng chính ông giáo hoàng John Paul II đó, và chúng tôi đều ghi rõ là nguồn tài liệu đầy đủ, họ cũng không đọc nữa.